Ghi nền ghép ảnh. Tại vì em chưa chuyển chuyển động cho luôn. Em đã chuyển chuyển động cho luôn chưa? Em chuyển chuyển động luôn như thế này. Ờ đúng rồi. Đâu, có tao đâu? Có tao đây. Thôi, chạy đi. Đấy. Có chạy đâu? Đấy, nó chạy em bảo là tại em cho bé ra. Ờ, nó không scale theo cái hình nhỉ? Tại em phải scale nó chứ. Đấy. Nó không scale theo hình được. Em đặt ở đâu nó như thế mà. Bố con mà, đúng không? Thì em đầu tiên em phải đặt cho nó to lên nữa chứ. Rotation này cho nó đúng vị trí đó nhé, kệ nó nhé, nó chỉ là chuyển động thôi mà, còn cái cấu trúc hình của nó như nào rồi mình phải thiết lập nhé. Đây này, được chưa? Em phải khi quả táo nữa. Không, khi quả táo đâu, tức là em phải to quả táo ra bằng đúng cái full hình này ra, được chưa? Sau khi đó thì cái thằng này chuyển động này, quả táo này nó sẽ chuyển động theo cái bảng biển này đấy, em thấy nó chuyển động theo cái biển chưa? Đấy, được chưa? Không. Thì về mặt nguyên tắc thì là làm quả táo cũng được, hoặc là một cái biển to bằng, tức là nhiệm vụ của mình là che cái biển nhỏ này đi để thay vào cái biển của mình. Được. Mọi người là phải làm theo đúng cảnh nhá. Trong cảnh nó có cái gì là mình phải làm theo như thế này. Khai thành công dự án tập trung hóa dịch vụ khách hàng. Nhớ ở đoạn này nó sẽ trung có dịch vụ. Đấy, nó sẽ có mấy cái ô tô đi ngang qua, thì nên mình phải làm chuyển động ô tô đi ngang qua đúng không? Dạ. Ở đây này con cô này nó có hơi bóng này và cái nền nữa, nhưng người nhớ làm nền, người hay quên làm nền. Ngoài lớp này ra là em còn dạy lớp gì nữa không em? Đấy, chuẩn bị học lớp mới với em. Đấy, em học lớp mới đi. Em học lớp gì? Hoạt hình. Đi cùng một ôn nhiệt luôn. Ăn cứ đi học. Đó chính là học cái chuyển động này, cái đấy là... Hoạt hình là cũng em dạy gì? Em dạy gì anh dạy chứ em... Anh bảo ấy. Anh bảo chung... Em dạy khóa After Effects này, Premiere và hoạt hình. Ơi ngay trên. Ơ thế cái đoạn đầu em ghi đâu rồi? Nó có hai đoạn vì thế nên em phải ghi làm hai lần. Không hiểu không? Hai bối cảnh khác nhau đúng không? Một cảnh cận và một cảnh là toàn cảnh đúng không? Vì thế nên em phải ghi hai lần. Thì đến đoạn này nhá. Đây là em đang đi theo cảnh sau đúng không? Vì thế nên em phải cắt sự tồn tại của này chỉ đến cảnh sau thôi. Cắt sự tồn tại của hai thằng trên này quả táo ấy. Quả táo chỉ tồn tại đến đường đoạn đầu thôi. Cắt như thế nào? Bây giờ quay về đằng đầu. Bây giờ lại phải checking cái đoạn đầu, nhấn kép vào đây. Nhấn kép vào đây nhé. Nhấn kép vào. Nên em thay màu rồi. Nhìn. Nhìn em
để dịch ra đây cho nó đỡ vướng ấy, rồi đấy mình phải kéo lại đó. Không gì ạ, để vậy. Vướng không sao. Có muốn cắt không? Được không? Đâu, họ tháo ra một chút nhỉ? Anh đã chuyển chuyển động chưa? Anh bấm vào nút ấn nút P, ấn nút P. Đấy, anh sẽ chuyển động rồi. Anh key chưa? Anh nhấn kép vào cái khi của biên giới thì trái không còn nhấn kép đâu. Được, anh ấn nút Edit Target này. Phát triển rồi. Edit Target này. Phát triển rồi. Nút 1 này. Họ ấn Apply nhé, cho Apply. Đấy. Nhưng mà xóa quả táo đi, anh xóa quả táo đi, thay quả táo sao? Rồi, được, anh bắt đầu truyền cho quả táo mới rồi. Thế thôi, sắp xếp cho nó đúng vị trí. Cách kinh xong với xóa phẩm. Đúng rồi, check hết. Tức là mình phải tìm ra được cái chuyển động của nó, mình phải thay đổi được quả táo đã. Sau đó thì mình mới làm các cái thao tác tiếp theo, đó là xóa phông này, thêm nền này, tạo chuyển động này, thì nó sẽ dễ hơn cho mình không? Tại vì cái thao tác mà mình checking nó nặng mà nó mất nhiều thời gian, nó hay lỗi. Thì em phải chuyển sang chế độ gì? Đấy, em phải chuyển sang chế độ Sign in. Đó, thấy chưa? Đúng rồi. Nhầm quay rồi. Đó, xuống dưới. Đấy. Dưới. Đó. Đấy. Thì em thấy nó đang bị sáng luôn. Thì bản chất sáng là do cái screen ba lần chưa tốt. Em nói. Để kéo xuống được thôi. Đấy, đấy. Đấy. Đó, em tăng giảm cái này đi, em thay đổi. À này. Đấy, chuyển về bình final mà chuyển intermediate. Đấy, cái này xóa hai clean key clean với cả xóa màu xanh đó. Thế là mình sai không? Sai. Chạy rồi bây giờ nhầm vừa nãy quên không chọn được cái này nên là xử lý mãi xong rồi. Đấy, nhưng mà xử lý được rồi không lo miễn là sao mà xong rồi được. Nếu mà đến đoạn hai này mình cứ kéo chiếc voi ra chi trở nên khác là nhầm mẹ sao cứ sai nhỉ, không phải tạo được cái à không như làm đi làm lại thì xem lại. Đoạn này là cái xong rồi, cái nhiệm vụ nó xong rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh chuyển sang đoạn sau đi. Anh nhấn tiếp vào cái layer đó. Đấy đúng không? Reset nó lại. Sau đó anh phải check lại hai điểm khác. Chắc là chẳng cần... Đấy, reset lại bên cạnh khác. Tương đối. Không reset.
ở đấy thì bây giờ check đi, đi check đi. Có hai điểm này đấy, phòng to lên từ bé to to mạnh, tại vì nó đang cận mà cảnh này nó đang cận, cảnh cận nó rất gần nên nó đang phòng to lên chậm thôi, từ từ thôi, đừng vội. Chỗ nào mà bị lỗi là phải chạy từng cây một. Đó. Đó. Cái đoạn đây, đây, em chỉ cho. Đây thì từ đó nhá. Đến đoạn này là mình check đúng rồi đúng không? Check vẫn sai. Đây. Đoạn này check đúng rồi đúng không? Thì đoạn sau là mình đã bị sai này thì mình phải tua lùi từng cây một này. Được chưa? Em tua lùi từng cây một này. Đấy. Đấy đúng rồi. Đấy, đến đoạn này nó bắt đầu chuyển động quá nhanh đấy. Đấy. Lý do tại sao? Tại vì cái khoảng tìm kiếm của anh đang hơi nhỏ này. Anh có cho dép lại không? Đấy, đây này, đấy. Đưa lùi, không, không, không. Đấy, cái khoảng tìm kiếm này nó phải mở rộng ra, không nó bị lỗi. Chỗ nào bóng sáng nó hay bị lỗi. Sao lại nhảy? Nhảy tại vì nó cảnh khác kìa. Miễn là cái đoạn chuyển động của mình ở đây là được đi. Vâng. Từ tận đi anh em không thấy nhảy. Hai điểm đầu điểm cuối của nó. Lên tí cũng được. Mình tại vì mình cắt cắt cút rồi. Đưa bạn gái đi học thì học hành sao này? Đấy, cái không học hành gì đâu, em học lại. Đang làm điều này. To quá. Có kịp chưa? Vô hình là xoay cái đoạn này thì ở giữa cái cảnh chuyển đó thì thứ nhất là em nhân lớp nó lên, nhân lớp nó lên, sau đó em làm nhòe nhòe theo chúng ra, sau đó em đặt nó hai lớp như này, thì em chỉ cần biết đây là đây đúng không, ví dụ lớp từ cảnh này sang cảnh này đúng không, đúng không? Còn là góc khác luôn liền luôn, như kiểu mình đang cầm máy quay ấy, liên liên sang này luôn ấy. Ngoại trừ em làm bằng tay ra thì hiện tại bây giờ công nghệ duy nhất nó có là công nghệ Ramboro, cái thằng gì mà ở trên bóng đá của Việt Nam lần trước nó mua mà đang ở trên mặt phẳng nào, nó phải là xoay biệt riêng hai cảnh đó, như kiểu là vẫn nguyên nguyên một cảnh, ví dụ như cái này xong là quay lên cái tường á. Ví dụ đang là đối tượng A, nó chuyển vào hình sang đối tượng B luôn. Thế
trong lúc di nghỉ nó sẽ mở hình. Còn có nghĩa là đây có A và B đây, nên là nó đang quay thế nó ngắt trực tiếp luôn đấy. Thì quay camera đấy kiểu như là quay trực tiếp đấy, đang phỏng vấn người này xong quay xong nói chuyện với người này đúng không? Kiểu kiểu nó chắc là à, quay camera. Nó quay anh xong lướt xanh này nhá. Nó giống như là kiểu kiểu đoạn này đi, thằng này rút súng ra đây bắn một phát đúng không? Thì camera chạy theo viên đạn đúng không? Bay sang đến thằng kia thì đã ngã đầu vừa đúng không? Anh hỏi cái là ví dụ như là quay thực sự người ta phỏng vấn ấy. Dạ. Ví dụ như là làm nào ví dụ anh em đang nói chuyện mà tự nhiên nó quay người này xong nó quay chuyển luôn ngay trực tiếp sang kia tiếng nó vẫn khớp như là. Thế anh học Premiere. anh thứ nhất là hai cái góc nó phải có hai máy quay à. Còn nếu anh không có hai máy quay thì anh phải quay hai đúp, tôi nghĩa là anh vẫn quay bình thường nhưng mà anh sau khi người ta nói chuyện xong mình sẽ ra một góc khác mình quay lại cảnh có khác được. Ông gật đầu đấy thì cái đoạn gật đầu đó thì thực ra nó cảnh chán thôi, anh chán mà cái đoạn vẫn có tiếng, tức là nó nằm ở phía trên. Ừ. Này bóc xin nhập tôi nghe rồi. Đâu thế nào? Mẹ em dùng sát sàn rồi. Ôi xùi. Sao lại cái cảnh này ở đây nhỉ? Ở đây nhỉ? Ở đây rồi đúng không? Ở đấy là khác, đây là em cái một mà cái nhỏ mà. Cái một thì phải ở đây chứ đúng không? Ra đến tận đây chứ. Cảnh nhỏ nó phải ra đến tận đây. Tại sao em biết không? Là tại vì cái đoạn này nó có hai đoạn nó bị lỗi rất là nặng. Vì thế nên mình phải làm rất là cẩn thận. Bây giờ anh về lại từ đầu nhá. Thứ nhất này vẫn chạy cảnh ở phía trên nhá, được chưa? Vẫn chạy cảnh ở phía trên thôi, đi xem. Ờ, tự nhiên em bị ngu rồi nhỉ? Xong làm bên trên làm dưới nó gần tóc. Cạnh dưới nó gần tóc, nó bị màu tối, nó tối là nó bị lệch hết à? Từ khoảng tao. Làm sai vẫn cứ nguyên cái góc đấy. Bao giờ mà thấy sai là phải đổi ngay, đổi góc. Tôi bắt đầu đi nhá, vào đây này. Xem lại nhá, vào đây này. Rồi. Đây đẹp luôn đúng không? Rồi, lại đẹp luôn đúng không? Đấy, mày xếp lại đi. Tắt bớt thì... Đây được. Rồi, lại. Tiếp theo, chuyển về lại đây này, bắt đầu tiếp. Mở lại cái thằng... checker đúng không? Mày mới thằng bên phải này. Rồi, bắt đầu tiếp tục này. Thực ra em thu nhỏ này, xếp lại. Nó sẽ bị lỗi, tí anh sẽ chỉ cho em tại sao nó lại bị lỗi. Nó bị lỗi ở điểm màu trắng trắng ấy. Đấy, đây. Cái đoạn này sẽ rất hay bị lỗi này, em thấy nó lệch luôn không? Vì thế nên, ở đoạn này phải lùi lại này, làm chậm chậm thôi. Để mình làm đến đâu lỗi phát triển luôn này. Đấy, bắt đầu anh sai đấy này, bắt đầu bị sai này. Đấy, bắt đầu bị sai này. Đấy. Nhưng mà mình làm chậm từng phê một thì nó ít lỗi. Hiểu không? Khi sai là mình, luôn rồi. Mình phải sửa luôn. Đó, đấy, đúng chưa? Đấy, như thế này thì chẳng được lỗi. Để mình vượt qua cái đoạn bóng sáng này. Đây này, đoạn ở trên này. Đó. 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 Rồi, cái đoạn này là trung tính lên anh sẽ bạn này. Đấy, cái bên dưới này. Đấy, thì đến đoạn này nó lại bắt đầu bị bóng sáng ở đây thôi. Em nhìn lại đây, em thấy đấy, nó bị ký tự nước sáng luôn này. Đấy, chỗ này là bị nước sáng đấy. Hiện ở đoạn này bắt đầu làm từ từng cái này. Một này, cho nó vượt qua cái đoạn này. Chết thật. Nó cứ cái cạnh này đúng rồi, đúng rồi. À, anh phải zoom to quá, anh zoom nhỏ thôi. Anh zoom nhỏ thì anh zoom to thì anh dùng frame by frame được. Nhưng anh để to mà anh chạy tự động là nó chết ngay. Úi giời ơi. Chất
Thứ hai, chất lượng càng file càng thấp thì mình sẽ học được càng nhiều thứ, nhưng còn nếu chất lượng file xịn thì sợ mọi người chả học được gì. Em check lại. Không, đi làm đâu rồi mà làm. Miễn sao cho em tìm được đúng cái đường đi của nó là đúng mà, không có gì quan trọng đâu. Đấy, đến đoạn này em vẫn đang đúng mà. Gần đến đi. Sao bên dưới lại sao? Không rồi, hả? Xin chú lỗi. Làm chậm chậm. Hey, what's up? Andrew Kramer here for VideoCopilot.net, and welcome to a very exciting tutorial for SureTarget 2, our new advanced camera animation tool for After Effects. Now, we do have an early version of SureTarget, so if you check out the tutorial section, tutorial number 82 and 83 both talk about SureTarget, and it's a preset that you use on a normal object, and it's a cool preset. And you should check it out, just so you kind of get an idea of what this is all about. Hey, what's up? Andrew Kramer here for VideoCopilot.net. And welcome to a very exciting update section. Không cần chúng ta ghép, chỉ là làm cho nó chuyển động mịn thôi. Còn đây là làm bằng tay, chuyển động camera bằng tay. Còn cái bài, cái bản mà em nhìn đấy là một template. Còn nếu mà mình muốn tự làm thì mình làm camera dễ mà. Mọi người làm được chưa? Thay lời lên thử đấy, cô chạy à. Em đang dùng hai quả, một quả táo trong hai cảnh. Đầu tiên em về hôm đi. Về hôm. Đó, cho hay xem nào. Ở điểm này, ở điểm này có một điểm bị sai key ở đây. Về lại cái này nào. Vì thế nên em phải check lại đoạn này là chính xác này. Nó bị sai kìm. Nó bị sai cái lệnh. Cũng phải kiên nhẫn, bởi vì là VFX nó không đơn giản.
bị lệch quá xa. Sao lại bị lệch quá xa? Đây, bị lệch quá xa. Em chỉnh sửa nhé, em đừng thay đổi lệnh zoom nhé, em đừng chỉnh sửa nhưng mà đừng thay đổi cái lệnh zoom của nó, nếu không thì nó sẽ tự động nhận diện là ở đoạn này mình zoom to lên đấy. Đấy, chỉ thay đổi vị trí thôi. Chạy tua thì người chạy tua thì người chạy tua thì ôi cút được chưa? Đấy, chắc bây giờ lại chuyển động lại này. Ok, ai ra yes, trời ơi. Được chưa? Đấy, em có bấm nhiều đấy. Quá là nó cũng chết. Đúng rồi, anh đừng bấm nhiều quá. Anh phải làm từ từ bởi vì anh ấn quá nhanh luôn, cứ play luôn. Anh kịp xếp chưa? Mà anh đến xa thế, anh chỉ cần đến một tí thôi. Đến số 12 thôi mà. Đến số 12 giờ. Đến 12 giây thôi là dừng thôi. Đừng có dài quá, không cần thiết. Nó chỉ có khoảng một đoạn thôi. Thế sau là ghép cái gì? Ghép. Đấy. Cái vẫn của táo cái cảnh nó cái nên đấy anh tìm ở trong phần bài tập trước cây bên này nên lần sau là phải sáng mai cái kia là key line nó nhỉ học xem lại bài đi xem lại tất cả phần mà nốt lại đi không lại quên đấy thì làm đến đây đấy chỉ làm đến thế thôi cắt nó lại cắt hết tất cả cảnh lại đấy chỉ đến thế thôi. À, làm cái line một cái tạo ra một cái nút mới từ nút cũ sao? Làm key line làm key line còn gì nữa? Ơ làm cái đó cái primate thế, primate thế, primate key, cái kia là primate key, primate, primate, đấy, primate key, auto đi, em auto đi, ném vào, đấy, ừ, ném vào, thứ nhất, auto rồi, có chữ auto rồi, ấn nút auto rồi. Nhưng nó không hết, cái này khó mà. Cái này nó không phải Kila, Kila là chuẩn thôi. Lệch tuyệt nhé. Đúng không? Thì chắc là thế. Cố tí nữa. À đây, trong trường hợp mà anh bị lệch, anh biết tại sao không? Tại vì anh check cái vùng check của anh nó quá bé. Không thể bé luôn à. Bé tí. Mở rộng ra. Này. Thấy chưa? Anh nhìn này. Anh nhìn đấy. Anh nhìn thấy nó mờ không? Anh nhìn thấy khung nó mờ không? Nó không nhận diện được là đây là cái gì cả. Vì thế thứ nhất anh phải to vùng này ra này. To vùng. Tôi chết rồi. To vùng này thì anh sẽ phải làm lại từ đầu ấy. Nó không to ra nữa nhá. Không to ra nữa. Rồi, đấy, bây giờ check tiếp đi. Thôi, con ra thì anh ở lại được. Ờ. Ơ, sao lại là cái gì? Đây, con vào đây. Em chuyển này hỏi là hết chuyển. Cô lùi tiếp đi. Mở rộng vùng ra. Lần sau anh làm anh mở rộng cái vùng search thì tìm kiếm rộng ra. Thì nó sẽ không bị lỗi. Không bị lệch khi mà mình tìm. Dùng auto không tốt hoặc
keyline, keyline là một chuẩn mực. Mình cái cần nhớ keyline là mình giải quyết hết các vấn đề. Sao cái này cho cái gì ở cho cái gì đọc được? Đâu rồi? Cái gì anh? Đây, anh phải vào trong khu mục bài tập đi. Bài tập đi, click top đi. Giáo trình ở đâu nhỉ? Đây. Ai tiết 6. Dạ, bài tập. Bài tập đúng không? Mẫu. Image. Image. Đấy, anh thấy cái cảnh này không? À, từ... Anh phải nhìn mẫu anh là. Anh nhìn mẫu anh là. Đấy, anh import nó vào, nó làm gì? Ông chuyên gọi cho cái gì vào cho nó cho sáng mặt nhỉ, quên mẹ rồi. Đâu? Đâu, em viết đến đâu? Trong giấy của em viết đến đâu rồi? Không chả biết em viết chỗ đâu, chứ em nhớ em viết cái đó rồi. Là sao? Viết cái chỗ đâu này. Em mở lại cái bàn kia. Mở lại cái gì, viết cái bàn là sao? Viết cái bàn. Tức là đến đây thì xong nhét cái gì vào cho nó hồng hồng mặt. Đã xong đâu, em chưa làm xong. Em chưa làm xong, xóa hết tất cả phía dưới đi. Xóa key cleaner, xóa advanced suppressor van đi. Em chưa làm chính xác đâu. Anh vừa cái... Em để sang cái màn hình camera này đi. Cái nút này lại đặt tiếp của táo vào. Đây, bây giờ anh muốn làm xóa cái gì? Anh thích đặt thứ gì vào đặt. Được, đưa chỉ cho. Được rồi. Nếu viết lại cho nó chính xác. Đầu tiên này, key line bước đầu tiên là anh reset lại nhé. Nào, bước đầu tiên em làm như nào? Bước 1. Rồi, bước 2. Chưa, sai rồi. Phải vào view. À, đây. Screen name. Rồi, nào, bây giờ em bắt đầu chỉnh đi. Screen game là bao nhiêu? Từ 110. Trời ơi, từ 110 đến 120. Vì thế nên cô chỉ nằm trong khoảng đấy thôi. 120 đi. Cứ 120 đi. Rồi, tiếp theo bước 3. Nào, chưa thì đã chỉnh cái đấy rồi. Bước 3 là gì? Screen mate. À, chọn cái... Không, screen mate ở đây này. Mở rộng xuống. Rồi. Clip black là bao nhiêu? Clip black là bao nhiêu? Đâu, đâu. Clip black. Đấy. Đây ạ. Đâu, bao nhiêu? Em cứ kéo nhìn như gì kéo đâu. Kéo nó kéo nào, người. Khổ quá, đã nói thông số rồi. Rồi. Clip wide từ 50 trên 50. Có tư duy được giảm xuống chưa được nhìn này khi nào cái người này trắng xóa thì mình chính xác còn còn vùng da thì phải giảm xuống tiếp giảm đi 80 giảm 50 đấy 50 thôi đừng quá tay 50 mà đừng quá tay tí ấy chỉ cho tại sao lại sửa lúc đó đấy được chưa zoom sát vào rồi bây giờ để cân bằng cái vùng này thì phải sử dụng screen 3 lần kéo xuống nhẹ thôi đừng có nhiều để ý rồi tua qua nữa này nữa rồi thì đoạn này nó đang dần